Shop Tuấn Lan xin chào toàn thể anh em. Hôm nay shop xin một lại giới thiệu với các bác một cái mẫu xào bằng inox nha các bác. Mẫu xào bằng inox, chất liệu bằng inox 100%. Giá cả cũng rất hợp lý, rất chỉ là bình dân. Cái xào này á thì chuyên cho các bác treo chim cu gãy hay là chào mào chiếc chòe hoặc là phơi đồ cao đều được nhá. Đây là độ dài của nó ấy, thì là tối đa là 6m. Đây như các bác thấy, em cần xoáy nhẹ là cái xào rút lên rồi. Đây, rất chi là nhẹ nhàng. Vậy em chỉ cần xoáy lại ở bất kỳ điểm nào là nó sẽ dừng lại luôn. Đây, em rút ra nhưng nó sẽ không rút hết, tại vì cái trong phòng nó hơi ngắn nên em chỉ rút tận chân luôn. Đây, các bác mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại của shop. Về cái xào này ấy, thì nó giá cả bình dân, nó không đắt như cái loại xào bằng nhôm như các bác. Giá cả bình dân, ai cũng có thể mua được. Các bác đặt hàng thì mua hàng cứ alo trực tiếp hoặc là lại số điện thoại của shop sẽ tư vấn. Còn về cái đầu xào này ấy, đây, bên có kèm theo cái khâu liêm này. Khâu liêm chúng ta chỉ cần xoáy vào đây là chúng ta sẽ giật được những cành nhé các bác nhé. Cành nhỏ là ok. Đây là cái móc, các bác có thể treo lồng chim hay là phơi quần áo đều được, ở độ cao đều được. Bên em có rất là nhiều mẫu. Hôm nay giới thiệu với các bác là cái loại mẫu xào 6m, còn có những 3m, 4m, 5m nữa. Rất nhiều là sản phẩm. Còn các bác mua thì liên hệ trực tiếp, tại vì cũng có nhiều bác là chỉ mua xào không thì bên em tính tiền xào không thôi nhá. Còn nhiều bác thì lại mua thêm túi, mua thêm khâu liêm hay là mua thêm móc thì nó bên em có đầy đủ hết, nhưng mà giá cả sẽ khác nhau. Nên các bác mua hàng cứ liên hệ trực tiếp với bên em. Cái xào này là chất liệu inox 100% các bác nhé. Chất liệu inox 100%, giá cả rất là chi là bình dân. Các bác mua hàng thì cứ alo trực tiếp. Bên em nhận ship hàng toàn quốc, nhận hàng và thanh toán tiền tại nhà, không cần đặt cọc, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Các bác có hoặc các bác có thể vào Facebook, Zalo theo số điện thoại là 0981767026, hoặc các bác theo dõi video ấy thì có thể đăng ký kênh, ấn vào quả chuông ấy để biết là bên em cập nhật những cái mẫu mới, những cái sản phẩm mới mà bên shop sẽ bán nhé. Rất cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào các bác và hẹn gặp các bác trong những cái video sắp tới của shop.